Okay, xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với POC Training for the Beginner. Thì hôm nay tôi sẽ quay trở lại với mọi người trong một cái video chia sẻ về nội dung công việc một chút. Thì hôm nay với cái chủ đề đó là công việc online của em tự động hóa có thể kiếm được tiền triệu hay không? Đấy, câu hỏi có hai vấn đề rất là trực quan. Thứ nhất đó là công việc online của em tự động hóa, và thứ hai đó là có kiếm được tiền triệu hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cùng từng câu hỏi một nhá. Thì công việc online của anh em tự động hóa là gì? Thì nói thật đấy là không có công việc nào online của em tự động hóa cả. Mà cái này thì thực chất đó là một cái lời đề nghị giúp đỡ từ một số anh em liên quan, có thắc mắc liên quan đến cái nhờ anh em tư vấn liên quan đến cái lĩnh vực đó là lập trình POC cũng như là thiết kế chương trình. Vì là mình không đến được thực tế, vì là mình không đến được thực địa của mọi người. Đấy, vì khoảng cách địa lý xa xôi cũng như thế là có nhiều cái nguyên nhân khác nữa dẫn đến là mình không đến được nơi trực tiếp. Thành thử ấy là mình sẽ tư vấn online thông qua các cái demo ở trên mạng của mình, và theo đó thì anh em mà ở nơi thực địa có thể dựa theo đấy mà có thể áp dụng vào cái thực tế của họ. Đấy là công việc tư vấn của online của anh em tự động hóa. Còn vấn đề thứ hai là có kiếm được tiền triệu hay không thì mình sẽ chia sẻ nó ở cái phần sau của các bạn video này. Ok, thì quay trở lại cái vấn đề này thì bây giờ mình chỉ chia sẻ cho được sự đồng ý của anh em, người anh em, thì mình xin phép được chia sẻ cái job này, và mình nghĩ rằng cái job này cũng có thể là khá nhiều anh em quan tâm. Vì sao? Tại vì cơ bản cái này nó là một bài toán nó vừa thực tế, nó lại đã được ứng dụng rồi đấy. Tuy nhiên thì nó lại cũng hơi khó một chút. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ok, như em đang quan sát thấy trên màn hình thì đây là một cái cơ máy gọi là máy cắt khuyết tật của gỗ. Về cơ bản các cái thanh gỗ này sẽ được đánh dấu bằng các cái vạch phấn, và cái con sensor màu xanh xanh này kìa, nó sẽ nhận diện được các cái vạch phấn đó. Sau đấy thì nó sẽ ra lệnh để cho cái máy lưới cắt cắt đúng vào vị trí của cái vạch đã được đánh dấu. Ok, bây giờ mình sẽ giải thích lại một chút về cái nguyên lý hoạt động của cái job này là như nào nhé. Thì về cơ bản ấy, thì một người anh em xa ở trên mạng thì có nhờ mình một vấn đề như sau. Tức là cái máy hiện tại của bạn ấy thì đang sử dụng một cái bộ điều khiển gọi là bộ điều khiển thiết kế bằng máy điện tử. Và cái bộ điều khiển này thì không cho phép là lấy chương trình ra. Đấy, tuy nhiên thì cái nguyên lý của máy thì như mình vừa mới giới thiệu ấy, thì nó là nguyên lý rất là đơn giản thôi. Tức là gỗ đi vào một đầu, và sau đấy thì nó sẽ được chia nhỏ theo các cái vạch phân nó được kẻ. Đấy là nguyên lý. Thì bây giờ thì anh ấy là muốn là cải tạo cái máy đang có sử dụng mạch điều khiển, mạch vi điều khiển, chuyển thành một cái mạch gọi là mạch sử dụng lập trình PLC. Và về cơ bản thì là vì một số lý do nên là anh ấy chưa có thời gian để tiến hành lập trình được, do đó nên là có nhờ mình support một chút. Thì để cho anh em nào mà dễ hình dung nhá, thì mình sẽ đưa ra cái nguyên lý lại một lần nữa cho mọi người dễ nhìn, dễ nắm bắt. Ok, bây giờ thì mọi người chú ý quan sát ở trên màn hình nhá. Chúng ta ở đây có một cái thanh gỗ. Đấy, cái thanh gỗ này thì sẽ được các anh chị em công nhân vạch các cái đường phấn ở trên này để xác định rằng là cái vị trí nó sẽ được bị cắt. Có nghĩa là cứ mỗi vạch phấn vạch qua cái đường này thì cái máy bắt buộc sẽ phải cắt ở cái vị trí cái vạch phấn này. Đây một vạch, đây một vạch và đây một vạch. Vậy thì nói tóm lại là sau khi cái máy, cái thanh gỗ nguyên vẹn này này đi vào cái máy thì nó sẽ được cắt thành bao nhiêu phần ạ? 1, 2, 3 và 4 phần theo ba cái vạch phấn đã được chia, đúng không ạ? Ok, đấy là cái nguyên lý. Thì thanh gỗ này nó sẽ đưa theo chiều này, tức là để đưa thanh gỗ từ đầu vào và đầu ra của máy ấy, thì nó sẽ đưa theo chiều này. Thì thanh gỗ lúc đầu tiên thì nó sẽ đi từ bên này sang thì để đi vào máy thì nó sẽ qua một con sensor ở đây, đó là con sensor nhận diện gỗ đấy. Sau khi mà có con sensor nhận diện gỗ này rồi đấy, thì bên cạnh đấy thì sẽ có một con sensor gọi là sensor nhận diện phấn đấy, đây là con sensor màu thôi, nó nhận diện phấn. Đấy, sau khi nhận diện gỗ và nhận diện phấn xong thì nó nhận diện được các cái vị trí đánh dấu phấn này. Đấy, thì cái thanh gỗ này
sẽ được vận chuyển ra cái phần đó là ở trên một đường thải nhá, nó sẽ được di chuyển ra cái phần đó là phần cơ cấu lưới cắt. Và lúc này thì cái lưới cắt này nó sẽ dựa theo cái tín hiệu mà cái con sensor nhận diện phấn và nhận diện phấn này, nó sẽ cắt đúng vào cái vị trí đã được đánh dấu, vị trí này và vị trí này trên thanh gỗ. Đấy, mọi người hình dung được không ạ? Ok. Đấy là nguyên lý. Thì mình nhận ra một vấn đề đó là cái bài tập này thì rất nhiều anh em trên mạng cũng đã có rất là nhiều ý tưởng khác nhau, ngay cả các cái trung tâm dạy lập trình ở trên mạng, ví dụ như thế là mình nhớ mang máng như là IATC cũng đã có một vài cái bài toán liên quan đến cái việc đó là sensor ở một nơi và một cái cơ cấu chấp hành ở một nơi khác, thành thử là khi mà nó không nối liền nhau á, thì làm thế nào để sensor một nơi và cái cơ cấu chấp hành nó xác định đúng được cái vị trí của cái sản phẩm mà chúng ta cần thao tác. Đấy là một lớp bài toán. Bài toán thứ hai là cái bài toán kiểu giống như thế là đánh dấu marking ấy. Marking tức là marking lỗi BNC. Thì cái này thì mình sẽ gặp khá là nhiều ở một số công ty liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như là cuốn dây điện nhá, hoặc là các cái gọi là bện dây hoặc là dây thừng, bện dây các kiểu. Thì những cái lỗi mà liên quan đến cái việc là khi mà cái dây điện mà chúng ta mà bọc nhựa hoặc là chúng ta xoắn lõi, thì ở trên cái đường dây đấy thì nếu mà có một cái con cảm biến nào mà nó nhận diện ở cái khu vực này là cái dây nó bị đứt hoặc là dây nó bị bọc chưa hết, thì ở xa tít đằng xa kia thì sẽ có một cái cơ cấu nào đấy đó để đánh dấu được rằng là ở vị trí đó đang bị NG, và nó sẽ lưu trữ được cái gọi là cái vị trí đấy lên trên cái màn hình, tức là số mét bao nhiêu của cái cuộn dây. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái việc đó là sensor ở một nơi, cơ cấu chấp hành ở một nơi. Ok. Thì để giải toán bài toán này thì có vẻ như thực sự thì mình thì có ý tưởng rồi ấy. Tuy nhiên thì mình rất là mong muốn là có thể tham khảo thêm nhiều cái ý tưởng khác từ anh em. Cái video này là cái video demo intro cho cái chia sẻ giới thiệu của mình về sau. Rất mong là mọi người có thể hỗ trợ và support để tìm ra những cái cách hay, những cái kỹ thuật mới. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà thấy cái bài tập này nó có thể là thú vị thì có thể là comment để đưa ra những cái ý tưởng phương pháp. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh và nhớ giải quyết bài toán này nhé. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.